Lửa tỏi các bác đã có mây bách đi rồi các bác nhá. Lửa tỏi đã có mây bách đi rồi. Đấy, chiếc này sản xuất 2016 các bác nhá. 2016 này. Đấy, các bác nhìn cặp đèn pha, nhìn phê. Phê chưa? Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đấy, cặp đèn pha. Đấy, cặp đèn pha này. Quá tuyệt vời luôn. Quá đẹp, một mẫu dùng cho các đại gia nhiều tiền các bác nhé, đại gia nhiều tiền. Đấy, đi cái dòng này thì cực kỳ an toàn này, cực kỳ an toàn. Form dáng đẹp, các bác có tầm 500 triệu là các bác đã sở hữu em này rồi các bác nhé, sở hữu em này rồi. Form dáng cực kỳ chất, cực kỳ đẹp luôn này. Đấy, lướt qua một phần form dáng để quý bác chị mình xem nhé. Đấy, cặp vành này cực kỳ chất. Xe báo chí thôi nhé, báo chí. Bác này đang cần tiền nhé, muốn bán thôi nhé, đang muốn đổi xe. Đổi xe các bác có nhu cầu nhanh tay liên hệ cho em này, cặp đèn hậu quang nhìn yêu cho này, cực kỳ đẹp nhé, cực kỳ đẹp không nhé. S450 các bác cần có 500 là đã sở hữu em này rồi các bác nhá.